Hello, những bạn trẻ sinh năm 1988 tuổi Mậu Thìn. Đây là clip anh ba làm về vận hạn 6 tháng cuối năm của mấy em. Tuổi Mậu Thìn năm nay thì như thế này, năm nay tuổi Mậu Thìn thì vướng cả Hoàng Ốc và Kim Lâu. Cho nên các em tuổi Mậu Thìn năm nay thì chắc chắn là sẽ không nên xây dựng nhà cửa hoặc là xây dựng cái gì mới. Dù là năm nay có là một năm thành công đi nữa thì mọi chuyện về nhà cửa hoặc là mở một cái gì đó mới thì phải đợi đến năm năm sau ha. Đó là những cái chung. Rồi xét về nội tại của tuổi này á thì tuổi này ở đặc biệt có can á, là chữ mậu thuộc hành thổ, hàn chi ha, cũng là chữ thìn cũng thuộc hành thổ, cho nên là can của chi á, là bằng nhau, cùng hàn là hàn thổ ha. Những người này á, thuộc những người có nội tại năng lực, có thực tài và thường đó là phải nỗ lực bản thân nhiều, chứ không có sự may mắn ở bên ngoài giúp đỡ để mà mình đạt được cái những cái thành công hoặc là những cái công việc của mình. Mà người của tuổi Mậu Thìn thì gần như cả nam lẫn nữ cũng cũng là người coi như là tự ái cao, thì vì bản thân của những người tuổi rồng đó là tự ái cao lắm, cho nên là sẽ không có cái chuyện mà họ nhận sự giúp đỡ, cho nên họ cũng không cần ha. Tuổi Mậu của Thìn á, là mệnh Đại Lâm Mộc, mà Đại Lâm Mộc này là Đại Lâm Mộc Dương, cho nên người tuổi Mậu Thìn sẽ là người tuổi Dương. Những người tuổi Dương á, thì sinh vào tháng 2, 4, 6, 8, những là những người mà sinh vào tháng chẵn á, thì là những người âm dương không thuận lạc, thì họ sẽ gặp những điều khó khăn khúc mắc ở trong cuộc sống nhiều hơn là những người sinh vào 1, 3, 5, 7. Những người đó là những người tháng Dương. Tuổi Dương sinh vào tháng Dương thì sự thành công và sự may mắn ở trong cuộc sống sẽ nhiều hơn. Mà xét nội tại của hai tuổi này thôi nha, có mình cũng nói là tuổi này với tuổi kia là sao mà không ăn, nhưng mà xét nội tại hai cái tuổi này thôi, những người mà sinh tháng âm thì sẽ xấu hơn những người sinh tháng dương ha. Và những người mà sinh tháng dương thì họ sẽ có được cái sự thành công và đôi khi là một sự giúp đỡ của bên ngoài hơn là những người tuổi dương, những người tuổi âm là hoàn toàn không có được nhận sự giúp đỡ của ai luôn. Rồi xét có tương quan ngũ hành và bản mệnh và nạp âm ngũ hành của cái tuổi này nó như thế nào, là cái tuổi này nó rất đặc biệt ha. Can chi của năm sinh thì cũng đồng hàng, đó là hành hành thổ. Ngược lại thì cả hàng can chi có gì hành của cung với hành của cái tuổi này nam nữ đều bằng nhau, đều giống nhau và đều mang hành mộc ha. Nam nữ tuổi này luôn á, đều là cung chấn mang hành mộc vậy là nạp âm ngũ hành với lại hàng hàng bản mệnh đó là cùng hành mộc nó bình hòa nhau. Những người này á, thì tuy á, là không có vất vả, không có gặp nhiều trở ngại trở lực trong cuộc sống như những người mà bản mệnh với nạp âm ngũ hành khác nhau hoặc là nạp âm ngũ hành khác bản mệnh gì đó, nhưng mà những người này á, cũng không có phải là những người thực sự may mắn. Họ cũng không có thể có dễ dàng có được sự thành công, họ thường phải nỗ lực nhiều hơn những cái người khác rất nhiều để có được cái sự thành công. Do thiên can của tuổi này là chữ mậu mậu thìn, cho nên mà những người mà nữ thiên can chữ mậu thường là những người không may mắn về tình yêu, tình duyên khó đạt viên mãn về tình cảm vợ chồng. Hay gặp trắc trở, không ở nếu mà chồng thương thì ở nhà chồng, mà gặp bị bà già chồng ức hiếp hoặc là bị con em chồng khó chịu, đó là tức là không được viên mãn về sự hòa hợp giữa gia đình và tình yêu. Đó là những cái mà chung nội tại của cái tuổi này ha. Để xem coi thử coi từ đây tới cuối năm thì tuổi này nó như thế nào. Đầu tiên hết là mình có xét coi là nam tuổi này nó ra sao. Nam tuổi này á, năm nay á, là có sao Thủy Diệu. Sao Thủy Diệu là sao chủ về thành công, của việc làm và được quý nhân cứu giúp. Đó là một cái sao mà khá là lành đúng không? Nhưng mà đều có cái á, là phải đề phòng cái việc mà đi sông nước và điều ăn tiếng nói. Hạn á, là ngũ hộ ha. Cái hạn này á, là hạn xấu, chủ yếu là tổng tài. Vận niên là thỏ lộng nguyệt, tức là thỏ dẫn trang tốt, mạng mộc gặp năm hỏa là sinh xuất,
chủ về hao tài, bây giờ có ba cái hao tài ha. Nhưng mà thìn gặp dậu á, là thuộc nhị hợp tốt, mậu gặp đinh á, là sanh nhập tốt luôn, à là có được à, mình có được mấy cái, một cái hao tài, hai cái hao tài, ba cái hao tài, ngược lại mình có ba cái tốt ha, trong sáu cái. Nhưng mà mấy cái này là những cái ngũ hộ nè, rồi mộc gặp hỏa và sanh xuất thì nó cũng đương thời nhẹ nhàng thôi. Nhưng coi thử coi vận mạng âm dương ngũ hành ở trong vũ trụ 27-28 là tiểu vận đất tại cung Tý, hành thủy thuộc hướng chính bắc, đối với tuổi Mậu Thìn là bại địa, xấu. Tọa cung tiểu vận của các có các sao chiếu cố định là thiếu âm, phi liên, suy, thiên thủy. Có cung chung cung xung chiếu có các sao lộc tồn, phúc đức, bác sĩ, dưỡng, thiên đức, hồng loan, đào hoa, toàn những sao tốt, cung xung toàn những sao tốt. Cung nhị hợp có sao long trì, phượng cát, giải thần, quan phù, tấu thư, đế vượng, má cái. Cung tam hợp thì có các sao cố định như là long đức, thanh long, mộc dục, thiên la, lưu hà, trực phù, phục binh, thiên không, tuyệt, nguyệt đức. Nói chốn lại thì những cái như trên nó lộn đó, quá các sao mà chiếu mệnh đó, thì có nhiều biến đổi về tình duyên ha. Năm nay là do là có sao, cả sao hồng loan với lại đào hoa nó chiếu mệnh thì nó chủ về về tình duyên. Năm nay như một cái là như một cái chuỗi dài may mắn từ thành công này đến thành công khác, bước lên đường sự nghiệp cho đến tiền bạc. Nam năm nay là một năm thành công ha. Những vận hạn mà đến với mình không những vận hạn đến với mình đó thì bất ngờ, làm việc gì cũng mang lại thành công dễ dàng. Nhưng đối với tuổi Thìn cần tích lũy đạo đức, tính người thì đường công danh mãi bền vững. Cái đó là sách đã nói ha. Thì nếu như mà phương diện mà nói trong năm nay là tam hợp lộc tồn, phương diện ngoài tài chính đó, như vậy tiền bạc được ấn định hơn những năm trước đây, tiền vào thì nhiều mà chi ra thì lại ít ha, có mức thu nhập đều đặn. Mặc dù bị cảnh nội tướng ngoại binh, sự dèm pha ganh tị trong đời sống, tức là có sao phục binh đó, đời sống của mình, cho nên là chết, cho nên là có sao phục binh, cho nên là đừng có bao giờ tin tưởng người ta tuyệt đối nhiều thứ ha. Đó là những cái mà ấy. Còn nữa là về phương mặt tình cảm á, thì năm nay là phương diện tình cảm có hồng loan, đào hoa, thiên thủy, chủ tọa chiếu. Như vậy quý bạn nếu mà đã là người có gia đình thì sẽ có tin vui về con cái. Người mà chưa lập gia đình thì năm nay là sẽ có tình yêu, và thậm chí là hồng loan là về hỷ sự cưới không ha. Còn mà người mà đã có gia đình thì năm nay tương đối gia đình là êm ấm, không có gì xảy ra hết. Một năm quá tốt cho các bạn nam của tuổi này. Thì đó là những cái chung, thì cứ xem coi mình xét những cái tháng sau, xét từng tháng có thì tuổi này họ như thế nào trong từ đây tới cuối năm ha. Đầu tiên đó thì là tháng này là tháng thủy ha, tháng thủy, tháng đinh mùi, tháng mùi thì tháng này là tháng xung của các bạn nam thìn tuất sửu mùi. Tháng xung, hai tháng xung đó là tháng xung cái và tháng xung bình thường và tháng xung nhuận. Nhưng mà được một cái là mệnh thủy, mệnh thủy thì như đã nói thì thủy thì sinh mộc, mà mình là đại lâm mộc nữa, hai cái tháng thủy luôn, cho nên là nói là chủ trì tháng này nó gặp khó khăn, gặp gây gỗ, gặp có nói chung là bị đâm thọt, bị đồ này kia. Nhưng chủ trì tháng này vẫn là tiền bạc của các bạn, có các bạn nam có tiền ha, hai tháng này là vẫn sinh ra tiền. Tuy nhiên là bước qua tháng Mậu Thân, tháng Thổ ha, tháng Mậu Thân và tháng Thổ nằm trong tháng Thổ thì tháng Mậu với tháng mình, thiên can của mình chữ Mậu với chữ Mậu, cho nên là không đến nỗi nào ha, là thiên can của mình bằng hàng với nó. Nhưng mà nghịch có một cái là mình mọc khắc thổ, về mệnh của mình thắc
cái bản mệnh của tháng, cho nên là cũng không có việc gì quá lớn. Được được một cái là mình không có bị vô xung thân tí tình thì là tam hợp chiếu âm cộng với mậu và mậu vào hàng cho nên là mình khắc mạng, cho nên tháng này là tháng tương đối ổn định về công việc và tiền bạc thì đều đều như tháng hai tháng thủy ha, cũng không có gì đó nha. Thì tháng dậu cũng là tháng thổ, tháng dậu thì nó không được hay lắm ha. Tháng dậu tháng dậu là tháng canh à, tháng kỷ quý không sao, nói chung là rồi cũng được. Tháng tháng 8 thì nói chung là không may mắn như tháng 7, nhưng mà công việc thì mình nó không có đi xuống, nó cứ ngang hàng với tháng 7 nó đi tới thôi. Thế tháng Canh Tuất ha, tháng Canh Tuất thì tháng tháng Canh cũng bình thường, tháng Canh Tuất là tháng Kim mà là Kim khắc mộc cho nên là bản mệnh của mình tháng này có vẻ là nó sẽ không được ổn định lắm ha. Bản mệnh về Kim thì dễ xảy ra cái việc là mình không có được vui vẻ, cái bản mệnh nó khác á, còn cái tuổi thì mình cũng không có nói. Thìn Tuất Sửu Mùi ha, là tháng này là tháng vừa xung nè, vừa là cung xung ha, vừa là tháng khắc của mình là Kim khắc mộc, có thể nói là tháng này là tháng không có ổn ổn lắm đối với tuổi Mậu Thìn Nam này. Đây này, mình lâu lâu anh cũng còn lộn nữa, thì học dịch nó còn lộn của anh đó, mình tính nói Canh Tuất là hợp luôn. Tháng Tuất là tháng về địa chi là cậy cộng với mệnh là kim, kim nó phát mộc là ấy luôn, thì cho nên là tháng tháng 9 này là một trong những cái tháng có thể nói là tệ nhất của người tuổi Mậu Thìn Nam. Tháng này nè, ngoài cái việc đó là tốn tiền, mình còn có gây gổ với gia đình ha, gây gổ với sếp này kia, có bao nhiêu cái xấu sẽ nó nằm ở trong cái tháng này hết, bởi vì các tháng khác thì nó không có nhiều xung quanh như tháng này cho nên là các em trai để ý ha, các em trai Mậu Thìn này để ý tháng này. Tháng này có thể là tốn tiền tốn sức, nhưng mà do là các em nóng sao thủy diệu, dù gì đi nữa tháng này nó xấu thì nó xấu hơn mấy tháng kia thôi, chứ không có gì quá nặng. Chủ về hao tiền bạc là chủ yếu, tại vì năm nay các em không có bị gì về bổn mệnh, về sau bệnh hay là tử phụ nó đi theo, mà chỉ chủ yếu là sau tốn tài ha. Và các em cũng có nhiều sao trước bệnh đi theo các cung trước và sau mình tốt, cho nên là tháng này nói chung là xấu hơn những tháng kia, chứ không phải là tháng quá xấu mà cần phải đề phòng gì nhiều ha. Rồi tháng 10, tháng Tân Hợi tháng Tân Hợi tháng Tân Tân Hợi thì không có gì. Tân Hợi thì mệnh kim thì cũng như tháng tháng 9 thì nó cũng là một cái tháng tốn tài, nhưng mà dù là tháng cho nên là tháng Hợi cho nên không đến nỗi nào là quá 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 nặng như là tháng tháng Tuất là tháng xung, tháng Hợi thì nó không có xung tuổi mình gì hết, cho nên là chỉ chủ yếu là hao tài thôi, cũng không có gì nhiều ha. Tháng 11, tháng Nhâm Tý tháng Nhâm Tý Mậu thì nó nhâm tháng này là tháng Mậu, tháng Mậu thì nó khắc nhâm, cho nên là mà mộc mộc cùng hàng ha, cho nên là tháng này thì chủ yếu về sự đề phòng về sự gây gổ, bị tiểu nhân quấy phá. Đến tháng 12 là tháng Quý Sửu, tháng Quý Sửu này á là Thìn Tuất Sửu Mùi, tuy là tháng Sửu tháng mộc thì đồng hàng, nhưng Sửu là địa chi của mình là tứ hành xung, nhưng được có một cái á, mậu của mình rất là hợp quý, cho nên tháng này
dù chỉ có một nền địa chi là khác thôi, cộng với sao bản mệnh làm sao thủy diệu nó phát huy cái tốt nhiều hơn mà chặn cái xấu đi, thì tháng 12 cũng là một tháng có tiền với các em ha. Thì những tháng còn lại, tụ chung lại những tháng còn lại thì chúng ta sẽ chỉ cần phải để ý nhiều đến tháng 9 và một chút của tháng tháng 12 ha. Nhưng mà tháng 9 là tụ chung là xấu nhất của các em Mậu Thìn 1988 nam ngày năm nay, cho nên là đừng có mà gọi là thừa thắng xông lên trong tháng 9. Cho nên là tháng 9 này đừng có nghe lời ai ngon ngọt dụ dỗ gì ha, lấy tiền ra làm tiền lớn hoặc là cho người ta mượn trong tháng 9 là khỏi đòi, coi như là biết mất luôn rồi đó ha. Rồi đó là những cái của nam, thì bây giờ mình xem nữ khác biệt không? Nữ thì biết đâu là tốt hơn sao? À, nữ à nữ năm nay thì sao Mộc Đức, à năm nay 30 tuổi là sao Mộc Đức, sao chủ về an vui hòa hợp và có bệnh về mắt tốt ha. À, rồi đó là hạn thì cũng như cái kia, ngũ ngộ xấu tốt tài, à, thỏ lộng nguyền vận niên tốt, mạng mộc gặp tâm hỏa thì sinh xuất tốn tài. À, nhưng mà có Mộc Đức chiếu mạng mà mặc sức mạng cho nên là tiền làm ra nhiều hơn là tốn hao ha. Tuổi Thìn gặp năm Dậu là nhị hợp tốt ha, thiên can Mậu gặp Linh là sinh nhập tốt luôn. À, thì vận hạn của các sao chiếu mệnh đó, thì có sao tọa cung chiếu mệnh thì có các sao cố định là triệt bệnh phù phúc đức thiên đức thiên quan quý nhân quốc ấn kiếp sát, có kiếp sát với lại bệnh phù ha. Các sao của cố định, các sao chiếu là thiếu âm, cô thần, thanh long, hóa quyền, tử phù, hồng loan, nguyệt đức, tướng quân, địa võng, thiếu dương, đào hoa, lộc tinh, là có tinh về về lộc tài thôi chứ chưa ha, có bác sĩ và có thiên công. À, thì tại cung ấy gặp các sao lưu là phục binh này, là coi chừng là bị người ta ném đá dưới tay nè, tướng quân quốc ấn mã. À, thì nếu như mà theo luận đoán thì cái sao cung xung nó chiếu vậy á, như trên có thể đoán quát năm nay tam hợp phúc đức tử phù thiếu dương là bản tính thông minh nè, à, có được cái sự giúp đỡ làm ăn của quý nhân, có quý nhân trong bản mệnh của sao quý nhân, những dự tính gì cũng được thành công mỹ mãn. Nhưng cẩn thận tuổi Thìn bị cảnh tiền kiếp hậu hung, tức là đầu thì sướng mà sau thì khổ, nên có lúc tiền bạc cần dành dụm cho tương lai nha, cho nên là phải để ý nha. Tiền kiếp hậu hung tức là những người này đó là nói như vậy là những người này là đầu tiên khởi đầu thì rất thành công làm ăn ấy, nhưng mà hậu thì càng về sau nó càng tụt, cho nên là làm được thì nhớ để dành. À, rồi phương diện tài chính á, năm nay thì có lộc tồn hóa lộc tam hợp, mức thu nhập khá giả hơn năm trước ha. Nếu mà cô nào đi làm xa thì sẽ được tăng lương nhiều hơn hữu lộc ha, nhưng mà sẽ bị hao tiền vào tháng 9. À, cái này cũng nói dựa trên những cái gì tính toán của mình. Rồi phương diện sức khỏe thì năm nay á, là có đào hoa có hồng loan cho nên là dễ có tin vui về đường con cái, và nếu như cô nào mà chưa có gia đình thì rất là dễ vui có việc hỷ sự cưới hỏi trong năm nay. Rồi đó là những cái tổng quát chung của hạn năm nay. Từ đầu năm tới giờ thì nói chung có sao Nguyệt Đức thì mọi thứ còn lại là ngũ mộ tốn tiền hoặc là đổ máu nạn nhẹ, thì từ đầu năm tới giờ thì các em cũng là người là những cô gái kiếm được tiền có được sự an vui, nhưng mà bên cạnh đó có cô thần, thì có cô thần mà có ha, có cô thần có bác sĩ thì nó sẽ có nặng về chủ về bệnh tật. Thì cũng như các anh nam thôi, thì mười mấy ngày thủy tới thì thủy sinh mộc là mình sinh ấy, nhưng mà đều có một cái là mình thắng mùi thìn tức sửu mùi, cho nên là tháng này nói chung là mình có tiền nhưng mà công việc thì mình cũng hay gặp rắc rối, hay gặp nói chung người này nó ra thì khi nó vô mình học mình bực bội thôi chứ còn chả ai làm gì được mình
Tại vì mình có sao một ít chứ mà thì mình chả ai làm gì được mình, thì tổn hại gì về cái kinh tế của mình hết ha. Nhưng mà mậu tháng thân thì mình đã nói à, thân tí thần tam hợp chưa không, nhưng mà mập mình khắc thổ à, mình tháng này mình cũng sẽ có tiền đúng không, nhưng mà vẫn chưa hết cái sự vật bội của cái tháng hai cái tháng sáu nó đem lại cho mình đâu, nó sẽ qua. Nhưng mà tháng tháng tám thì ok, nhưng đến tháng chín thì cũng như các anh nam như đã nói, tháng này thì nó có nhiều thứ để mà nói hình tức sổ mùi ha, kim thì khắc mộc à, cho nên là tháng này các em cẩn thận mọi thứ về đầu tư tiền bạc, không cho ai vay mượn trong tháng này. Và đặc biệt hết là tháng này các em là rất dễ bị cái việc đổ máu, xe cộ, cẩn thận ha, do là các em có bệnh phù à, rồi là có triệt đúng không, rồi đó, cho nên là nó sẽ không có có nhiều cái sự ấy. Thậm chí các em có hóa quyền, hóa quyền là các em là phải đến cái chuyện quan sự như rồi này kia, cho nên là phải tới công an, tới nhà nước rồi giải quyết vấn đề rồi ha. Cho nên là có kiện tụng kiện thư đó, cho nên là tháng 9 các em cẩn thận, làm cái gì nó cũng cẩn thận hơn, mình đi đứng nó cũng cẩn thận nha. Thì các tháng còn lại Tân Hợi, tháng Kim cũng cũng xấu, nhưng mà không không có gì nhiều, do là nó không phải là tháng xuân của tuổi ha. Ngược lại từ tháng năm, từ tháng 11 tới tháng 12 các em cũng vậy, cũng chú ý và về sức khỏe thôi. Mà tháng 12 các em mà còn có cái nào, các em còn có tiền bạc nhiều hơn, các em sẽ thu lại những cái lợi nhuận trong tháng 12 rất là nhiều. Tóm lại là đây là một năm khá thành công cho tuổi Mậu Thìn 1988. Chỉ còn cẩn thận, chỉ mong là các em cẩn thận hơn ở tháng 9 và một ít ở tháng 12. Mong rằng là những cái chia sẻ này của anh sẽ giúp được các em tự tin hơn trong đầu tư làm ăn, và có được nửa 6 tháng cuối năm Đinh Dậu 2017 này thành công mỹ mãn như những gì đáng có của những người có sao thủy diệu và sao mộc đức chiếu mệnh. Nếu các em thấy hay, like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem. Nếu ai chưa đăng ký thì bấm đăng ký kênh ở bên dưới. Hẹn gặp lại mọi người ở video khác. Bye bye.